Cảm ơn. Con bé làm sao? Thu thì phải đóng thôi chứ sao. Coi thử coi có thiếu không rồi. Nè, tiền hồi sáng mày mới trả nợ cho tao đó. Xứng đáng làm bạn tao. À, đóng quần què, đóng hoài vậy. Thấy nào không đóng hết trơn. Chắc nó ăn giọng hết trơn. Chứ gì nữa. Ê, còn thuê vệ sĩ theo giữ tiền không? Chứ tao thấy mày giữ tiền tao hơi lo à. Mày không còn giữ tiền giùm tao đâu. Mày giữ mồm giữ miệng mày á. Mấy cái dòng mà nhiều chuyện vậy, dễ bị đánh á. Thì tao lo cho mày thôi. Đầu năm bầu thủ quỷ, không ai làm á nữa. Tao nai lưng ra làm á, nói này nói nọ. Thì kệ tụi nó, mày không có thôi. Cái đống tiền quỷ này hả, tao mà xài đồng nào tao xui liền luôn. Ê, con nhỏ kia, chơi đàng hoàng nha mày. Mày đập tương máy tao sao? Ông này nay đổi máy cái gì trời? Thiệt hả? Ba nó là ma mày. Gì? Ma men á. Bộ tụi bay không biết ba nó nổi tiếng nghiện rượu hả? Trời ơi, ghê vậy. Vậy mà tao nói tao làm vệ sĩ cho, không chịu. Mày liếm gì? Mày lo mày đi kiếm tiền đợi tụi tao đi. Trời ơi, thôi. Tiền đâu nó đền? Thì giờ không có tiền nó cũng phải tự kiếm cách chứ. Đúng rồi, chứ không quay đầu. Chứ bây giờ là quỷ lớp, bộ mất rồi. Rồi đi, rồi đi, rồi đi. Rồi đi, rồi đi. Có chuyện gì mà tập năm tập bảy vậy mấy đứa? À thầy ơi, bạn thủ quỷ vẫn làm mất quỷ lớp à thầy. Anh, chuyện này là sao hả em? Bọn em bị gì vậy? Ồ, nói nè anh. Hôm qua ba em xỉn, xong rồi ba em đánh em rồi ba em mở cặp ra lấy hết tiền luôn đó. Trời, thôi được rồi, cả lớp chuẩn bị tiết học mới đi. Thành, cho tài số điện thoại của ba em với địa chỉ nhà luôn. Đích thân thầy sẽ tới đòi lại tiền cho lớp. Thôi đi học. Thôi vô lớp rồi. Cái tay, cái tay. Quá đúng thiệt. Nghèo, mỗi lần đóng tiền học chạy tiền thấy mẹ luôn. Mẹ đặt tài lanh làm thủ quỷ giữ tiền người ta. Giờ mất thì sao vậy? Ai muốn đâu trời, bị ép mà. Ủa ông em bày sao ông ép học sinh khác đi? Ép học sinh cũng phải nhìn mặt phụ huynh chứ. Là ý ông thấy gia đình mình đạo đức cho nên ông mới cho mày giữ tiền á hả? Không phải đạo đức,
Ông có thường á? Ủa làm gì khinh thường tao? Ông quên. Ông xin lỗi, không khinh thường. Người ta khi dễ thôi. Ê, khi dễ làm sao vậy? Ê, ông tới kìa. Má cái thằng thầy này đó hả? Mỉm ơi, mày khi dễ tao nghèo hả? Mày đứng lại. Sao mày đòi đánh tôi? Mày chạy luôn nè. Mày đứng lại, đứng không? Ba ơi, bỏ đi mà ba ơi. Tội thay. Thôi. Tranh tình là báu vật nhà vua nuôi, ai giết sẽ bị tội lớn. Em mau trốn đi, mọi việc ở đây cứ để anh và mẹ lo. Đúng là cổ tích. Đi nhanh kẻo lính. Mấy thằng ngu rồi toàn gặp may, mấy thằng hay toàn gặp nạn. Hay cái gì mà hay? Đùa thầy phản bạn với Lý Thông mà cả hay cái gì? Xấu hay. Không hay là chết từ đầu phim rồi. Ủa chứ bộ đẻ ra có sở sức mạnh như thằng Thạch Xanh nó là hay nè. Thời buổi bây giờ á là sống bằng cái đầu nè, chứ không phải bằng sức trâu đâu. Xanh hơn thôi. Mẹ có biết tại sao Thạch Xanh nó hơn không? Vì sao? Tại anh ta sống tốt đó má. Chứ tao với mày sống tệ. Cứng họng đi vậy. Tao đi nấu cơm đây, ông bà sắp về. Em mày, cái gì? Mà tao thấy tụi mình sống cũng hơi tệ mà, nghĩ má. Tao nói thiệt, không mấy kêu hai bà nghĩ làm gái đi mày. Mẹ tay mẹ mày á, nghĩ làm gái lấy gì sống. Mà người chọn người, chứ người ai chọn làm gái mà, thì đi làm cái khác. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Hai bà không muốn làm cái khác. Mình sống không có tệ, mình sống đúng với số phận của mình thôi. Nặng thế mẹ luôn. Đi về đi. Về đâu? Hôm nay được nhiêu? Tiền đâu lấy ra coi. Có bao nhiêu rồi mà đếm. Nè. Má. Tạm phát giờ làm gái cũng ế nữa hả? Tiền đâu? Nhanh lên. Nè, về đi. Nha. Về nha má. Ừ. Cái chú về. Ừ, con bé dễ thương ta. Còn này mặt sao nó thấy dễ ghét quá. Làm như ai ăn hết của nữa vậy. Còn nửa con cá đó hai cha con ăn đi. Má. Cái ơ cá rồi tao thấy ba ngày rồi đó. Mày nhậu nhiều vô. Rồi nhà này có cái ăn ngon. Ủa ngày nào tao không nhậu? Thì vậy mới không còn cái ăn. Ủa hai mày coi nói chuyện cái hiểu gì mà tôi không hiểu ta. Nói gì mà còn không hiểu nữa. Tao hỏi mày, mày hỏi đố lại không mày? Mở cửa. Mở cửa. Mẹ mày mở cửa tao. Chết cha mày ngon nổi. Mẹ mày, có một chiêu mày xài hoài. Mày có tin tối nay tao trải chiếu ngủ trước cửa nhà mày không? Má, đéo sợ chết luôn ta.
Mày có đứa con gái đang học cấp 3 đúng không? Mày! Tao đếm tới 3. Mày mà không bước ra, tao hứa tao cho con gái mày đi bán trình giống má nó luôn. Mày! Một! Hai! Nô! Nô làm nghề gấp vậy em? Ông ở trong trọng á. Em trả bà. Xúc với ta đâu? Chạy ai? Con rớt. Tụi mày dừng lại đi. Thôi. Tao trả bà. Mày mà không trả, tao cho con gái mày vô ngành. Tôi không muốn hại ai chết hết. Tôi chỉ muốn được sống yên thôi. Sống một cách đúng nghĩa con người thì, chứ không phải tìm cách tồn tại qua ngày như vậy. Có đâu ai ngờ những ước mong khát khao em chờ. Ai cũng muốn làm Thành Xanh thì thôi, cứ để con Thanh này làm người xấu. Chốn luôn yên an nơi suối tuôn. Biết nơi đâu là nơi em muốn bước qua. Mẹ mua gì? Em mua cho. Ê! Không thấy con nít là ở tù nha mày. Trời! Giờ mà ở tù á, tao không chịu nữa. Ê! Mới mọc lông tơ mà đặt ghẹo gái à mày? Vẫn chơi xíu làm gì căng vậy ông già? Biên! Cảm ơn chú. Sao? Không mua gì? Cô đâu rồi chú? À, bà nghĩ rồi. Em muốn mua gì? Nói là anh bán cho. Vậy thôi, cảm ơn chú. Ủa, mua. Má. Mày còn dám dán mặt tới đây ra mày? Tớ mua bằng vệ sinh được không? Mẹ. Con gái gì đâu mà cái mỏ hổn dữ vậy? Ủa mắc cười quá. Mua băng vệ sinh đó, mua băng vệ sinh, mắc gì hổn. Ai chung ra? Chó Bạch Đen. Đồi hỏi. Là cái gì? Cái này là cái gì? Hôm trước ông lấy nguyên một cái cọc tiền quỹ lớp của tôi. Cả triệu bạc đó. Xin mời mày ăn cắp xu của tao. Đó là lần đầu tiên nha. Đứa nào ăn cắp không nói vậy? Ngang vừa có sợ. Ngang là mày ngang đó. Bây giờ sao? Thôi. Để con trả tiền cho. Không. Tao nói thiệt. Mấy lần trước tao không có lấy. Chứ giỡn hơn chứ thì sao? Một lần tấy mấy đó cả đời ấy nấy đó mày. Nghe chưa? Mày bớt đạo lý này. Đi trước đi, tao che cho. Nhưng mà không phải ban mày lấy tiền hả? Không quá. Đi. Nè. Nè. Bà. Nè, quay kia. Tụi bay chơi đàng hoàng nè. Tạm hồi bảy mai nào nè. Lê Trường Sơn. Dạ cảm ơn thầy. Nguyễn Thị Diễm My. Cảm ơn thầy. Nguyễn Thị Minh Châu.
Cảm ơn thầy. Bạn Nguyễn Hoàng Khôi. Tôi này. Trần Thập Sương. Cả lớp cho một tràng pháo tay để tuyên dương các học sinh có thành tích tốt trong học kỳ này. Tuy nhiên, vì một số học sinh có đạo đức yếu kém làm tụt điểm thi đua của lớp. Về vấn đề này, Thạch Sương, em biết tại sao đúng không? Thạch Sương không biết đâu thầy. Bạn Thanh mới là người biết đó thầy. Đúng rồi thầy. Thanh là người ăn cắp quỹ lớp mà. Gì nữa? Các em vào chỗ đi. Dạ. Dạ. Con người ta không trưởng thành qua thời gian, mà là qua những sự kiện. Trong tích tắc, một trang giấy bị vấy bẩn. Trong tích tắc, mọi ước mơ vỡ tan tành. Trong tích tắc, cả đời người thay đổi. Kể từ giây phút này, con Lý Thanh chắc phải trưởng thành rồi. Cái cách trưởng thành mà không ai muốn. Kiếm Loan hả em? Chào nè em. Ê ê ê. Chào vậy. Ê mày. Đi học không? Hùng què. Làm gì dữ vậy? Nè, mua nước cam vậy nè. Cảm ơn nha. Có gì ạ? Mày đi học đi. Đi đi. Thì giờ tao đi nè. Ê, mà mày tính không đi học lại thiệt hả? Tối ngày cứ cắm mặt ở trường gà này hoài. Tao thấy ở đây cũng có gì đâu. Trường gà tốt hơn trường học á. Ở đây hả mày? Tiền tươi thóc thiệt. Làm người nào lụm người đó. Cứ mày thử lụm cái tiền bạc ở trường học coi. Tối ngày lo kiếm tiền hoài à. Mệt quá. Đi đi. Thôi uống hết đi rồi tao đi. Tao mệt đi chơi. Đi đi. Con này điên cái gì? Ủa em gái quay lại kiếm tụi anh hả em? Sao mất vậy? Bạn tao mày? Ê nhóc. Vô vô ra ra. Nó đang bị bó vậy. Má, xù gì chó. Tao thấy ngày đéo nào mày hơi đâu. Nói gì mày? Móc mắt mày giờ. Mười chai. Thì không vậy? Rẹ đi. Ngon vậy? Giờ đưa trước 5 chai. Tối tròn đủ. Được không? Dạ. Nhanh đi. Mở này của mày. Mày đá đâu á? Tao đá. Đá vô đầu mày á. Đâu?
dư mày. Mày nghĩ cái mặt thằng này mà đi đá đồ hả? Mày nghĩ thằng Hải Trần này là ai? Là ai? Em Hải Dưới hả? Dưới cái đầu mày. Trần, trong trần tinh gấu ngựa, hiểu không? Làm người cũng làm xúc giật vậy. Nó xúc mày luôn bây giờ. Chừng tao đó. Đâu mày? Má nè. Bà của tao đã đồ hả? Hả? Anh, cái điện thoại nó làm. Nó bán cho tôi mà. Mày đã đồ chúng nó hả? Mày chết hả mấy nhóc? Hả? Anh co. Anh co, tụi nó qua phá đây anh co. Về đây. Tụi mày biết ở đây là chỗ của Tà Mã không? Ê, đi đâu vậy? Gái này đi biến chó. Mẹ lão. Giờ tụi mày. Dạ cái gì tôi có tay đây. Ủa? Đi học bổ túc lại đi. Mày bị điên hả? Tao thoát khỏi cái địa ngục đó tao mừng chết. Hay quá ha. Trường học thì mày kêu địa ngục. Vì trường gà là cái gì? Thiên đường chắc. Trường gà là trường đời. Mày ghét cái gì cũng nói được hết trơn á. Ê Thanh, mày nhớ má mày không? Mày sao tao vậy? Không ngờ hai bà đi lẹ thiệt luôn á. Phi đàm lẹ lắm. Tại mình nghèo nên mới lẹ thôi. Chứ có tiền dễ gì. Đó, mày nói nha. Nên mày để yên cho tao đi kiếm tiền. Đừng kêu tao đi học nữa. Nói thiệt với mày chứ, kêu tao đi coi chuồng gà, làm cái số móc mọc, làm gì tao cũng làm. Chứ kêu tao đi sủng gái thì mày ế quá. Trời, tao cũng vậy mày ơi. Ôi, má, tụi này ngon không ta? Thách kìa. Linh vậy trời. Hứa nha. Hứa gì? Không bao giờ theo nghề của hai bả. Nói thiệt nha, mày nói tao mới nghĩ tới. Mày đỏ này. Chị còn ba mày, mày nhớ không không? Thì nói chung lâu lâu thấy mấy vết thẹo mà ngày xưa cũng đánh tao á thì cũng có nhớ. Ê mà mắc cười mấy nha mày, nhờ mấy vết thẹo đó mà tao được nhận con trường gà á. Người ta tưởng tao đánh lộn dữ lắm. Ấy qua đi chơi với anh đi. Anh bà nội mày chứ anh tao quýnh vô mỏ mày giờ. Thằng gái mà chành chó quá. Mày lớn tuổi ngay mày anh mày. Vô cái nổ đầu bây giờ. Trời ơi, nhỏ tí cá. Ai giữ mày? Vô mày ơi. Gì được không? Nhưng mà
Anh kiếm em bữa giờ. Trễ mà giờ với Thái nhé. Em thắp nhang hả? Anh thắp với anh. Gì vậy anh Tài Mã? Mày biết sao hôm bữa trường dạy của mình bị đám bên hình bố không? Sao? Tại mày dắt mấy thằng cô hồn các đảng của lô đó. Tôi bị lừa mà. Người của Tài Mã mà để bị lừa là giỡn. À, mày đi kìa. Người của mình bị lừa, ông bên mình còn đánh nữa. Nhỏ này ngang ngược quá ta. Làm canh trường gà mà để bên hình nó bú trường gà. Mày coi được không? Anh đéo biết. Nhưng mà đền tiền cho anh đi. Người cứ đéo. Mày đéo không? Mày đéo không? Em xin lỗi. Em xin lỗi anh à. Mày có biết trong một tuần tôi cắt cổ bao nhiêu con gà? Em xin lỗi anh Tài Mã. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Ây da. Anh đéo biết. Nhưng mà trong vòng một tuần em xây sao cho đủ 200 chai để chồng cho anh. Ok. Mắc gì 200 chai? Ủa em, trong một ngày em biết đá bao nhiêu trận gà không? Rồi trong một trận em biết kiếm được bao nhiêu tiền không? Hả? Tìm đâu ra 200 chai? Không tìm ra 200 chai á thì đi hành nghề như mẹ em đi. Anh mở hàng chó. Thôi, má bị sida chết đó bà. Không có tiền bán thân thì đi bán thận đi. Alo cô Năm hả? Cô ơi, tiền đứng hôm nay có tính lãi sao cô? Bữa nay mày mà cũng mà đặt mượn tiền nữa hả? Muốn mượn nhiêu? 200. Gì? Mày điên hả? Cho mượn 200 tiền nào lấy lại? Cho mượn 2 triệu còn được. Còn điên nè. Tao Thanh nè. Thanh nào? Thanh trường gà đó má. Sao đó Phan? Vụ gì đó? Giờ này mày còn đi đá đồ à, đúng là người thích thời ha. Trường gà mới bị dẹp, kiếm ngày khác đổi liền. Quầy quất dở đi. Tao hỏi là mày biết đá gì có được 200 không? Cái gì? Mày nói bao nhiêu? 200 chai hả? Má đi ăn cướp đi. Cướp hả? Ờ, đi đi, cũng được. Mẹ mày khùng hả? Điên bình đi má ai rảnh đâu đi. Sao tao đang nghiêm túc mà mày cứ giỡn hoài vậy? Ê, mà làm gì cần tới 200 chai với vậy? Bộ bắt nợ đường dây nóng hả?
Gì? Ê Thành, tao có kẹo này thơm lắm. Mày bán Thành không? Mày điên rồi. Bán Thành sao sống? Giờ tao mới thấy tầm quan trọng của chuyện đi học nữa. Dạ má, còn một trái thận vẫn sống thì nó chút xíu à. Để bán rồi. Ê Thành, tao được nhiêu? Của mày được 200 chai. Sợ chó mày, tao biết giá nha. Đồ dữ vậy. Rồi ok, 400. 600. Mày điên hả? Nghĩ sao có giá đó? Được thì làm, được thì dẹp. Nếu là ok, 500, chốt giá. Bán nước miếng mà đòi ăn cả trăm chai. Mẹ mày có giỏi thì mày vô mày bán. Bán nửa cái mạng tao mới được vô đường dây đó. Ok, chốt 500. Ok. Đừng có xuống xe, mà cô tính thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Cái điều gì đối với người ta là quý giá nhất ở trên đời này? Hạnh phúc hả chú? Đối với chú, điều quý giá nhất là thời gian. Tuổi trẻ như con ấy, không có nên sống lãng phí thời gian một cách vô ích. Ý của ba tôi á, Thanh có thật sự muốn thay đổi hay không? Chợt như cơn gió đông, dòng đời như nước cuốn, trốn luôn yên ả nơi suối tuôn, biết nơi đâu là nơi em muốn bước qua. Vậy chăng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió, hay bởi vì em luôn mang mộng ước to, nhìn về quá khứ. Em chẳng mong mình ở đó. Đến lúc em dừng thì cuộc đời chẳng ai cho. Càng bước càng đưa đôi chân em rất biết mơ. Như giấc mơ dài, liệu em có muốn quay lại? Phải chăng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió? Hay bởi vì